Thưa quý vị, càng gần đến dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và cao điểm hè, du lịch tại Đà Nẵng lại càng thêm sôi động. Để giữ gìn hình ảnh điểm đến và thu hút du khách đến thành phố, ngành du lịch luôn xem việc nâng cao chất lượng, dịch vụ du lịch là mối quan tâm hàng đầu. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những điểm đến hút khách. Dù được dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh, thế nhưng nguồn cung lưu trú tại thành phố cơ bản sẽ không quá tải. Hầu hết các khách sạn đều chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và tung ra các chương trình, sản phẩm mới để tăng sức cạnh tranh. Cùng với đó, tuyển dụng nâng cao năng lực nguồn nhân lực phục vụ. Khách sạn đã nâng cấp cơ sở vật chất mới hoàn toàn và chúng tôi cũng đào tạo nâng cao chất lượng về nhân viên hơn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không ngần ngại bỏ ra chi phí lớn để thuê các cái trung tâm về đào tạo lại ngoại ngữ để nâng cao phục vụ khách quốc tế hơn nữa. Năm 2023, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu lượng khách lưu trú tăng 15-20% so với năm ngoái. Vì vậy, những dịp cao điểm du lịch như nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hay kỳ nghỉ hè là dịp để ngành du lịch địa phương tăng số lượng khách lưu trú, nghỉ dưỡng cũng như tăng mức chi tiêu của du khách thông qua việc nâng cao chất lượng, dịch vụ du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trở thành cái điểm đến chất lượng cao, thì đây là một trong những cái chủ trương rất là hợp lý và phù hợp với lại cái xu hướng phát triển của điểm đến Đà Nẵng trong cái thời gian tới. Thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đang từng bước để tái cơ cấu lại các cái sản phẩm cũng như là thị trường để tập trung phát triển điểm đến Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến chất lượng, đẳng cấp và vươn ra cạnh tranh với lại các cái điểm đến trong nước cũng như là trong khu vực. Nhằm đảm bảo chất lượng điểm đến trong mùa cao điểm, Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở dịch vụ du lịch nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm tùy tiện tăng giá ép khách gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ du lịch cũng như hình ảnh thành phố.